Tráng đấy. Rồi, wow, bạn nào cũng sạch sẽ thơm tho rồi em nhỉ? Vâng, người là em tắm cho bạn đến xà phòng đó. Trời ơi, các em nó bẩn như thế này. Tắm cho thôi nhỉ, để chị tắm nó nhé. Tắm xong chị cho đi chơi nhá. Trời ơi, nhất là bạn Hồng này là con gái nhưng sao á, bẩn kiểu thế. Em suốt ngày đi chơi lung tung. Chị à, chị là em đấy nha. Susie, em đang làm gì đấy? Em đang tắm cho các em trâu. Ôi, thế là em đang tắm cho lục vật nhà em à? Ôi dồi ôi, sao chúng nó đi đâu mà chúng nó bẩn như này? Toàn trâu vào bụi đây này. Dồi ôi, ăn gì đã còn nhoen hết cả lên mồm, lên miệng này. Các bạn này ư quá. Chị á, sao em không rốt các bạn đi vào chuồng ấy, để trong nhà ấy. Em rốt nó vào chuồng mà. Nhưng mà em cứ cho nó ăn để em ngủ. Nào à, nó bẩn hết như thế này. Trời ơi, bạn bò này xinh chua này. Mà ăn nhanh hết cả không, miệng này. Không, bạn bò này ăn sạch lắm. À thế ạ. Ôi thôi được rồi, em kì cho các bạn đi. Hai chị em mình chị giúp em nhá. Chị giúp em tí, em theo chị cái gì? Chụp ảnh. Chụp ảnh à? Nhưng mà chị cũng thích có một bạn bò xinh như bạn bò này lắm. Bạn bò đấy á, là con gái nhưng mà ăn bẩn lắm. Thế ạ. Nhưng mà công nhận bạn ấy xinh này, bạn cứ lúc nắc làm chị yêu bạn ấy lắm này. Xui xù, lần sau bò nhà em mà sinh ấy, em cho chị xin một con nhá. Nè, con nào ơi, ố, xui sao bạn bò này gầy đi ấy. Các chị này ăn hết rồi đúng không? Các chị nào béo mập bên này, các chị ăn hết rồi. Ui, bạn Thiên Nga này sinh cho, ui, bạn Thiên Nga này chăm chưa này, còn cõng cả em nữa này. Ôi, Thiên Nga này thật là đáng yêu. Ui, xù khéo thế, ngày nào em cũng phải tắm cho các bạn thế này à? Vâng ạ. Thế à, đúng rồi, bởi vì các bạn này ăn xong lại thả ra một cái là đi chơi toàn chui vào bụi thôi đúng không? Vâng. Lại còn đi tắm nghịch ở ngoài sông bẩn nữa đúng không? Vâng, bẩn lắm. Ừ, bẩn, công nhận bẩn thật đấy. Ôi trời ơi, Thiên Nga. Thiên Nga này em bị ngã lắm ấy. Thế à? Em thích là đi cho đi chơi nhưng mà hay chả vờ ngã lắm. À thế à? Chả vờ để được đi chơi đúng không? Vâng. Giống Sushi đúng không? Các bạn đáng yêu quá nhở, các bạn này đẹp thế trời ơi. Có bạn này tắm sạch rồi, chị thả cho bạn cái đi chơi nhá. Đi đi. Bạn này chưa tắm thôi. Bạn này chị tắm rồi. Bạn này tắm sạch chưa? Tắm sạch rồi đúng không? Đi đi nhá. À, đi chơi. Ố, ố. Ui, bạn này bị thương rồi em ơi. Ôi, bạn này bị thương một chân đấy. Thôi, thế thì chị khó trong chuồng nhá. Không đi chơi đấy nhá. Bạn Thiên Nga này em tắm xong chưa? Này, em chưa tắm. Nha. Yeah. Đây này, bạn này chị tắm rồi. Bạn này chị tắm rồi à? Tắm cho nó đi phơi nắng này. Yeah. Còn các bạn này đáng yêu nhỉ? Đáng yêu quá. Thôi, cho hết các bạn vào chuồng thôi chùa. Để cho các bạn ấy sạch sẽ thôi. Chúng mình tắm thế thôi không tắm nhiều quá các bạn ấy ốm đấy. Em rộn cho một ơi, bạn nhà. Ừ, em rộn một loạt trắng cho các bạn ấy nhá. Rồi, cho bạn này làm tổ trưởng. Tráng đi. Rồi, wow, bạn nào cũng sạch sẽ thơm tho rồi em nhỉ? Vâng, người là em tắm cho bạn đến xà phòng á. Thảo nào bạn nào cũng thơm tho sạch sẽ rồi. Thôi bây giờ chị em mình về nhà đi. Về nhà nấu thức ăn cho các bạn đi rồi mang ra cho các bạn đi nhá. Hôm nay chị cũng không được có việc gì, chị sẽ giúp em nấu đồ ăn cho các bạn này nhá. Các chị em. Thôi, thế thôi. Được rồi. Các bạn đi sạch nắng rồi. Thôi chúng mình đi về đi. Không cần phải nào đâu các. Để cho các bạn đứng đi tắm nắng một lúc các bạn sẽ khô luôn. Không ốm lắm. Không ốm được. Đi, chị em mình về nấu đồ ăn cho các bạn đi. Vâng. Thôi, phải nấu đồ ăn nhá. Và ở đây nhá, không được chạy lung tung lại bẩn nhá. Tắm rồi đấy, ở yên đấy. Tí mang đồ ăn cho ăn nhá. Nhưng mà em không dám. Ừ, không được đi lung tung á. Và chị em mình lại phải tắm lại. Bẩn lắm. Em sợ.